Alo Quỳnh à? Quỳnh đây, có gì thế? Ừ, hai hôm nữa là 15 năm thành lập trường và cũng là 3 năm học sinh bọn mình tốt nghiệp đó. Tớ muốn cả lớp trở lại thăm trường, cậu thông báo với các bạn giúp tớ nhé. Ok thôi, hẹn gặp lại. Xin lỗi đại ca tao chưa? Tao không thích xin lỗi. Tiền riêng tao. Mày! Chú về ai? Ý mày là ai? Đã ngủ đường si diện nhá! Đi rồi. Con làm sao thế? Nhìn tôi đau. Mày lại đánh nhau phải không? Mày cứ như thế này thì tương lai mày định như thế nào? Con mới chào cái, mày không nhớ lời bố mày dặn à?
Em có biết anh đã thay đổi từ khi hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí. Anh luôn cảm nhận được nó bất kỳ lúc nào. Cho anh một lần gần em nhé, đặt tay anh lên đôi vai sau bé nhỏ, mang cho em môi hôn thật bất ngờ. Rồi một ngày em sẽ thấy không ai yêu em như là anh đâu. Tạm biệt nhé nơi này, bye.